Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Khi cả nước đang chào đón năm mới Giáp Thìn 2024, thì một vụ án mạng kinh hoàng đã âm thầm diễn ra. Nạn nhân là một cô gái còn rất trẻ, tên Lê Thị Thùy Linh, 21 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Linh hiện là quản lý của chung cư mini tại số 79 Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Một trong những nhiệm vụ của cô gái 21 tuổi là dẫn khách đi xem phòng và thu tiền thuê hàng tháng. Theo thông tin từ báo Dân Trí, Linh mất tích từ ngày 7 Tết. Cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo của gia đình Lê Thị Thùy Linh về việc không thể liên lạc được với cô gái này. Linh rời nhà từ chiều ngày 16 tháng 2. Khi đi, cô gái 21 tuổi mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám đi xe máy Vision màu đỏ. Và chung cư mini tại số 79 Cầu Giấy cũng chính là hiện trường phát hiện nạn nhân đã tử vong. Chung cư này có 6 tầng và một tum, hoàn thiện và đi vào hoạt động từ cuối năm 2023. Bà VTS tên viết tắt ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy kể lại, đầu giờ chiều ngày 19 tháng 2, lực lượng chức năng xuất hiện tại chung cư nhưng không thể vào trong do nơi này lắp đặt hệ thống cửa mở khóa bằng vân tay. Sau khi gọi chủ nhà đến, cảnh sát mới tiếp cận một phòng ở tầng 3 và tìm thấy thi thể của chị Linh. Bà S cho biết, khi ấy căn phòng sặc mùi dầu gió. Ngay trong ngày 19 tháng 2, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ HMH, tên viết tắt, 20 tuổi, quê Bắc Giang, để điều tra liên quan đến cái chết của Linh. Tại cơ quan công an, bước đầu, đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Hiện, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung đấu tranh làm rõ nguyên nhân, động cơ mục đích gây án, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nhiều người cho hay nghi phạm gây án không phải người thuê phòng. Lúc 22 giờ ngày 19 tháng 2, hiện trường nơi phát hiện thi thể của nạn nhân đang được lực lượng chức năng bảo vệ. Chỉ những người thuê ở tại chung cư mini này mới được vào trong. Xung quanh, nhiều người dân hiếu kỳ đứng bàn tán bình luận. Chia sẻ về nạn nhân, chị L.A. tên viết tắt, bạn cùng phòng với Linh, cho biết cô gái 21 tuổi quê Thanh Hóa, ở trọ tại quận Nam Từ Liêm. Ngày 15 tháng 2, tức ngày 6 Tết, Linh từ quê lên Hà Nội. Tối 7 Tết, chị A thấy bạn rời phòng, sau đó bật vô âm tín. Chiều ngày 19 tháng 2, chị A nhận được cuộc gọi đề nghị đến chung cư mini ở ngõ 79 Cầu Giấy. Tại đây, chị A nhận ra thi thể trong căn phòng chính là bạn mình. Chia sẻ thêm về nạn nhân, chị A cho biết hoàn cảnh gia đình Linh khó khăn, mẹ Linh mất khoảng 4 năm trước. Cô gái 21 tuổi cùng bố làm kinh tế nuôi hai em. Những vụ án mạng thường bị phát giác sau khi người thân bạn bè phát hiện nạn nhân mất tích một thời gian dài, không rõ nguyên nhân. Trong năm 2023, một cô gái trẻ xinh đẹp cũng bất ngờ mất tích rồi sau đó được phát hiện khi đã không còn nguyên vẹn ở khu vực sông Hồng. Đó chính là vụ án phân xác Á Khôi gây rúng động dư luận cuối năm 2023. Hành vi phạm tội man dợ của kẻ thù ác được phát hiện từ cuộc gọi của hai vợ chồng làng chài. Đây cũng chính là một trong những manh mối đầu tiên giúp các trinh sát có thể truy vết, lần ra dấu vết của nghi phạm sát hại dã man nữ Á Khôi khi tuổi đời còn quá trẻ. Theo đó, vào trưa ngày 13 tháng 10, vợ chồng anh Trần Mạnh Đạt, sinh năm 1991, ở Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, như thường lệ, rong ruổi chèo thuyền trên sông Hồng để đánh cá mưu sinh. Khi chiếc thuyền lênh đênh gần mép bờ thuộc khu vực miếu bản thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, họ bỗng phát hiện phần chân người nổi gần bờ. Làm nghề mưu sinh gắn liền với sông nước, những điều tương tự cũng đã được anh Đạt chứng kiến nhiều nên anh cũng chỉ nghĩ có thể đó là chân của mannequin. Hoặc trong trường hợp xấu nhất thì có thể lại có thêm một vụ quyên sinh nào đó. Tuy nhiên, việc chứng kiến điều tương tự trong suốt nhiều năm làm nghề sông nước cũng không làm anh tránh khỏi sự bàng hoàng, sợ hãi khi tiến đến gần thi thể. Bên cạnh đó, anh Đạt còn nghe một người làm nghề đánh cá cách đó khoảng 100m hét lớn khi thấy chiếc đầu người ven bờ sông. Ngay lập tức, anh Đạt nghĩ ngay đến khả năng đây chính là một vụ án nghiêm trọng. Không chần chừ, anh vội vã lấy điện thoại gọi báo tổng đài 113. Đúng như những gì anh Đạt nghĩ, ngay sau khi nhận tin, xác định vụ việc là đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội báo cáo lãnh đạo Bộ Công an cử lực lượng đến khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi. Qua khám nghiệm, cảnh sát nhận định thi thể là nữ giới khoảng 20 tuổi, không mặc quần áo và đang trong giai đoạn phân hủy. Nguyên nhân tử vong do mất máu cấp gây nên bởi những vết thương chí mạng bị tấn công bằng dao sắc nhọn. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội xác định đây là vụ án khó khi trực tiếp chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường và tổ chức điều tra. Thông tin ban đầu của vụ án này chỉ là những manh mối ít ỏi,
hiện trường xa khu dân cư và nạn nhân không hề có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Song với quyết tâm tìm ra chân tướng hung thủ, các đơn vị nghiệp vụ phải sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp kỹ thuật hình sự, cả khoa học lẫn hóa học để làm rõ tung tích nạn nhân. Sau gần 24 tiếng, người đánh cá phát hiện ra nạn nhân, công an xác định nạn nhân là HIN ở quận Ba Đình, Hà Nội. Thông tin từ báo Giao thông. Báo Dân Trí đưa tin, khi phát hiện thi thể nạn nhân, các điều tra viên chọn hướng, xác định bằng được danh tính nạn nhân để mở ra các manh mối và sau 34 giờ đã bắt được nghi phạm. 12 giờ 30 phút ngày 13 tháng 10, Tổng đài 113 Công an Hà Nội nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một số bộ phận thi thể người tại mép bờ sông Hồng thuộc khu vực thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. Nhận định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố khám nghiệm hiện trường, điều tra bóc gỡ vụ án. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhận định đây là vụ án khó. Tại hiện trường, cơ quan chuyên môn tiến hành công tác khám nghiệm và pháp y, nạn nhân đã không còn được nguyên vẹn. Qua xác minh tại nơi phát hiện, cảnh sát nhận định nạn nhân là nữ giới khoảng 20 tuổi, không mặc quần áo và đang trong giai đoạn phân hủy. Nguyên nhân tử vong được kết luận là mất máu cấp. Công an Hà Nội khi đó nhận định, để che giấu hành vi phạm tội, hung thủ đã lấy toàn bộ giấy tờ tùy thân, phi tang nạn nhân ở nhiều vị trí quanh sông Hồng, gây khó khăn cho công tác xác minh danh tính bị hại. Xác định việc tìm ra tung tích nạn nhân là mấu chốt để bóc gỡ vụ án. Trong chưa đầy 24 giờ, công an đã tìm ra câu trả lời, nạn nhân là chị HIN. Xác minh được danh tính, ban chuyên án bắt đầu dựng lại các mối quan hệ của nạn nhân để khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Trong quá trình này, Công an Hà Nội đưa ra nhiều nhận định, giả thuyết dựa theo những cơ sở khoa học, dữ liệu thu thập được. Trích xuất camera giám sát, ban chuyên án thấy nổi lên đối tượng nghi vấn Tạ Duy Khanh. Tiến hành truy vết, cảnh sát bám theo Khanh từ khi đối tượng rời căn hộ đến bến xe Giáp Bát đi Thái Bình. Từ việc truy vết các mối quan hệ của nạn nhân, Công an Hà Nội cử lực lượng tới nhiều địa phương để tìm hiểu xác minh, đồng thời cung cấp ảnh, danh tính của đối tượng đến các cửa khẩu, đề nghị hỗ trợ, đề phòng Khanh bỏ trốn ra nước ngoài. Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết, hàng trăm cảnh sát đã được huy động để cùng vào cuộc phá trọng án này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đêm ngày 14 tháng 10, lực lượng chức năng phát hiện Khanh đang trốn ở nhà riêng tại xã Đồng Thái, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình tổ chức bắt giữ Khanh với mục tiêu đảm bảo an toàn cho lực lượng cũng như phải giữ được tính mạng của đối tượng để phục vụ công tác điều tra. Khi cảnh sát đột kích vào nhà, đối tượng dùng dao tự làm bản thân bị thương nhưng được lực lượng chức năng ngăn cản đưa đi cấp cứu kịp thời. Đối tượng thời điểm đó hoảng loạn, trốn trong gầm giường. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.